sau đây là đồi hồng và đồi xanh đen hả? Đồi xanh đen là chị Thắm lâu lắm rồi mới đánh này, chủ tịch và anh Khanh. Đồi bên này là đồi hồng, Hồng Ngọc và Hồng Trung. Đen là Cường. Đồi hồng có lên. Anh Quang Trung ơi, giúp tiền đi. Hay quá chủ tịch ơi, hay quá chủ tịch ơi, 2-1 đấy. Yeah. Hồng ơi, mấy rồi? 2-1. 2-1 nghiêng về đi Hồng. Chị Thắm, dứt điểm. Dứt điểm, dứt điểm. Hay quá chị ơi, dứt điểm. Hay quá Hồng ơi. 3-1. Anh Trung giao cầu. Cố lên đi học. Rồi, 2-1. 2-3. Tốt, tốt cầu. 3 đều. Giao vậy là biết đối thủ rồi. Chết chết. 3 đều. Ôi, hay quá chung ơi. 4-3 nghiêng về đồi hồng. Chị Ngọc giao cầu. Anh Khang ơi. Ngoài rồi. 4 đều. Anh Khang ra. Quất. Hay quá. Ôi, đưa qua lưới rồi anh Trung ơi. 5-4. 5-4. Ấy yêu Hòa Khánh, yêu Hòa Khánh. Tại. Hết. Rồi 6-4. 6-4. Tỷ số hiện tại thì đội Hồng đang thua 2 quả. Chẳng lại. Đội Hồng thua 3 quả rồi. Theo nhận định của tôi thì đội chủ tịch sẽ mạnh hơn. Đội chủ tịch là gồm chị Thắm, anh Khanh. Mạnh hơn. Đội Hồng thì hơi yếu một chút. Nhưng mà đội chủ tịch thì có chị Thắm là lâu lắm rồi chưa đánh. Nhưng mà tay đánh chị rất là từ thôi luôn. Rồi, Thảo cầu. Dùng cái xe vô đi chứ sao mà sao bỏ vỏ chạy rồi. 5. Tay nè, bút độc rồi. Tay nè. Rồi, ra ngoài. Mấy rồi? 9-5. Tôi bình luận một hồi là tôi quên tôi chỉ tỷ số rồi. 9-5. Tôi không có lên. Tay. Ê. Hay quá, hay quá. Chưa quá. 6-9. Cố lên rồi không? 6-9 rồi. 6-9. Chị Ngọc giao cậu. Hay quá. 2 vượt chưa? 2 vượt rồi. 0-6. Đội Hồng có lên, đội Hồng có lên. Đội Hồng đang thua 4 quả. Có lên đội Hồng ơi. Dứt điểm. Ngoài rồi. 1-6. Hay quá. Ngoài. 7-1. Anh Cường lại thêm sao câu. Hay quá anh Cường ơi. Khánh nè. Vô đi chị, vô đi. Khánh nè. Khánh nè. Ấp xuống. Ấp nè. Khánh nè. Học phải chiến thắng. 8-1. 8-1. Hai vậy. Đây. Tha nè. Ngoài. Hay quá anh Cường. 9-1. Sắp bằng rồi đội Hồng ơi. Đây. Anh Trúc. Hay quá chị Tịch. Ôi trời ơi, hay quá. Hay quá anh Cường.
Giết chủ tịch ơi. Ôi, à rồi. 01 01 01 hả? Rồi, hay quá. Được không? Thanh nè. Ờ. Rồi. 2 0. Anh Trung đã đánh cầu con đứa rồi. Hay quá anh Trung. Rồi. Vào lưới luôn. 3 0. Chị thắm cho cậu. Hay quá. Ngoài rồi chị ơi. 1-3. Ngoài rồi chị ơi. 4-1. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Hay quá chung. Ồ. 2-4. Anh Quán Cường ơi, vượt được. Ngoài 5-2. Rồi không có lên. Rồi không có thua 3 quả thôi. Anh Quán Cường. Ngoài 6-2. Rồi không có lên. Còn 2 quả nữa thôi rồi không? Lần trường rồi. 7-4. Anh Thanh chào cậu. Chủ tịch. Ngoài 5-7. Rồi 6-7. Hay quá. 6-7. Rồi, 7 đều rồi. Rồi. 8-7. Hai đội đang cân tài cân sức. Rượt đuổi tỷ số rất là xít sao luôn. Rồi 9-7. Rồi không có lên. Không là thua đây. Để từ đó này cho. Để tôi. Để tôi. Ngoài 0-7 rồi. Còn một quả nữa thôi là đội chủ tịch sẽ chiến thắng. Chiến thắng giao cầu lời thế. Rồi chúc mừng đội của à. Đây. Chúc mừng ạ. Chúc mừng đội của à. Rồi, chúc mừng đội chủ tịch đã chiến thắng. Yeah. Theo như dự định.